Mặc dù bị đe dọa đến mức bị thương nặng, phải nhập viện điều trị, sau ông Lý Kiến Tân, 47 tuổi, sống ở thành phố Huệ Châu, tỉnh Quảng Đông cho biết, sẽ không ngừng gửi các bài viết trực tuyến về những gì mà ông nhìn thấy hàng ngày, về nạn tham nhũng, chiếm đất bất hợp pháp, cũng như nạn gia đình chị mà theo ông, nó đang tràn lan ở miền Nam Trung Quốc. Trước đó vào đầu tháng 7, Lý Kiến Tân đã bị hai người đàn ông tạt axit, đốt cháy màng da sau lưng và bị tấn công khiến mắt bị mù ngay trước mắt cậu con trai 6 tuổi của ông. Khi đó một tên lao về phía tôi và cố gắng hất axit lên người tôi. Tôi đã kịp thời quay đầu lại và may mắn là axit đã không bị bắn vào mắt. Một tên khác tiếp tục tấn công tôi với một con dao. Tôi đã không thể chạy thoát và đó là lý do vì sao tôi lĩnh chọn các vết thương trên người. Lý Kiến Tân là một chủ cửa hàng nhỏ ở thành phố Huệ Châu. Cho đến nay, ông đã trải qua 3 lần phẫu thuật và tiếp tục phải chờ để làm thêm 3 lần phẫu thuật nữa cho những tổn thương trên cơ thể. Từ năm ngoái, người đàn ông này bắt đầu cảm thấy bất bình trước sự câu kết giữa các cán bộ địa phương với một nhà phân phối thịt tại đây. Kể từ đó, ông Lý thường xuyên gửi các bài viết vạch trần cách thức các quan chức cài cắm người thân của họ và các cơ quan của chính phủ và kích động chiếm đất chống lại người dân. Không một cuộc điều tra chính thức nào được thực hiện sau khi các đơn tố cáo của Lý Kiến Tân được gửi đi. Song ông cũng không bị kiện vì tội vu khống. Về phía cảnh sát, họ đã hứa sẽ điều tra vụ tấn công này. Song theo người nhà của Lý Kiến Tân, cảnh sát sau đó đã thông báo với gia đình rằng không có manh mối do camera không hoạt động.